Hello cả nhà, bữa nay đi xuống anh Tú mà ổng đi đâu mất tiêu rồi. Bị bắt cắn hả? Trời ơi, mình thì mua xuống con gà với khô chân, không có ổng ở nhà chắc ăn ăn cơm rồi đi về luôn. Chế biết làm khô chân đó không? Biết. Đó, em có đem gừng với củ hành, củ tỏi rồi xuống ớt rồi đó. Tiêu rồi đó. À. Ê, mà con khô á chế phải ngâm nước trước á. Nãy tôi có ngâm nước, tôi có rửa nó rồi nè. À con khô á, không phải nó mặn, tại khô cá mặn á. Tôi cũng đi mặn cá tí người ta chứ người ta xấu vô nãy giờ mới gì. Người ta cho cá hả? Cho mấy con càng với cá nữa. Về ăn chắc tới ngày mơi luôn. Bỏ hươu cải trắng luôn đi chứ. Cho nó thơm nước. Con ca này được chứ. Thêm miếng nữa này sợ nó không. Chú định gửi 5.000 đó, sáng chú định đưa mà mẹ không có tiền thầu cho mày đó. Sáng bác bỏ cái đường cho mày. Không sao, không sao, không sao, không sao, không sao, không sao. Ở dĩa nhôm ở dưới không. Con cúng được. Vừa mới có mùi hơi khét khét cả nhà ơi. Đồ thơm quá. Đủ gia vị luôn rồi đó, tiêu, tẩu, thơm luôn á cả nhà. Cái này là đường. khô cá mặn, cái chân với thịt bằm, có gừng với củ hành, ớt, tiêu, tỏi luôn. Đủ gia vị hết rồi đó. Đâu dọn ba đồ đó ra hết rồi đem mà giống học. À. Làm gì chế? Đâm muối ớt nè, hồi cho mà chấm gà hầm xả nè, đâm muối ớt mới đúng bài. Vậy hả? Ừ. Rồi cái cá này làm gì? Tôi tính muối xả. Muối xả ớt chiên hả? Xả ớt chiên. Phải dành cho mấy nhỏ rồi mơi chiều rồi nha. Có lóc đồng không ha? Lóc đồng không, trong vuông uống mì. Rồi con càng cũng trong vuông luôn. Càng à? Càng tôi nuôi với thiên nhiên đâu. Cái này nuôi chứ. Củ cải trắng nha. Đâm muối ớt trắng. Cái quạt gió đây xì ra đi. Khỏi quạt gió đâu. Bật chói sao bật quét ra được. Tôi chắc tôi hái món này à. Cái đó chấm mút là ngon lắm à. Chấm lá hẹ nè. Có cần gì kéo gì cắt gì không? Không chứ ơi. Ngảo với Hảo ăn cơm chưa? Chút nó ăn cơm, bế cơm lại mà ăn với bà con khô này nè, với gà nè, ngon lắm nè. Còn cái gì trên này nè, có lửa đó, muốn nấu gì đó là nấu. Chút hồi tôi nấu cơm chín. Nãy giờ quên quay phim Hào nữa trời. Nãy giờ quên quay phim con nữa hả chú Nhân? Quên đó, con quay con nè, con chào cả nhà đi Hào. Dạ, con chào cả nhà. Nãy giờ quên, xin lỗi nghe Hào. Nãy giờ quên quay phim. Nói không có gì chú Nhân ơi. Không có gì chú Nhân. Nãy giờ quên quay phim con hả chú Nhân? Đúng rồi. Chú nhớ hồi nó ăn cơm luôn, nãy nó chưa ăn cơm đó, hồi ăn cơm. Thôi không ăn đâu chứ ơi. Cả nhà luôn. Để em ăn ăn thịt đồ hơi nhiều rồi rồi khỏi ăn cơm đâu. Bận áo vô cả nhà ơi, chào cả nhà luôn. Để lấy ly ra cho mình. Ngủ đi gót cho cái ấm cho nó dễ gót không Tú? Không sao đó, có miệng. Mặc áo ngược nữa. Bữa nay tại vì đầu tóc bù xù quá cho nên đỡ nón luôn cả nhà ơi. Tóc tai bây giờ nó dài, trà thò không bù xù á. Trường ta nó xấu mặt là lâu xấu đầu đâu mấy hồi đâu. Cái gì? Nó xấu mặt lâu xấu đầu ba lát. Cũng như chút là mình hớt chút là nó đẹp là trai là. Gì đó hả? Ờ. Xấu mặt thì nó lâu, xấu đầu ba lát. Cũng như ba lát là nó không mấy hồi đó. Để đục giác. Ba cái bọc này không được dùng dưới nước một chút. Nghĩa gì? Đốt. Và bỏ tiếp cái thằng giác á. Bỏ nó cũng cái điều ông bỏ đây cái bọc nó còn thiên thu luôn á. Cần dốt lại như thế thì
cái gì mà mới đứng dựng một thằng của mình. Làm vị chế lên mà ăn chơi nè, ăn thịt gà với gói rau ăn nè, ngay ngay hệ ăn rau luôn rồi nè. Chấm rồi nè, tôi cũng sao mà tôi để cái gỗ ở đây nó hơi khó khó lấy ta. Để tôi lấy mà lấy ông tôi dài cộng mỗi chút. Ôi, để đi. Ta dưỡng mà. Thật tới chưa? Thôi. Để đại đi. Chờ tới chùm nuôi kỳ cục lúc. Đưa lấy cái chén đây. Và đại vô tôi. Hả? Hả? Đây là cái mắm chưng nè bà con. Mình đợt rồi mới ăn hết một lần ở nhà rồi. Thấy ngon quá cho nên là đem xuống anh Tú mua hạt bầm rồi bày ra làm lại. Thôi bảo mắm chưng, xin lỗi. Khô chưng. Khô chưng với mắm hay gì? Không, khô không à, khô chứ thịt bầm. Khô chưng thịt bầm. Ừ. Nó đâu có nước là hầu có mồ hôi nó ra. Cái này gừng phải không? Gừng phải không? Gừng với hành. Gừng với tiêu, tỏi, ớt. Củ hành phải không? Củ hành tím. Nói chung là đầy đủ hết rồi. Vô luôn cả nhà ơi. Vô cả nhà ơi, chào cả nhà. Chúc cả nhà mạnh khỏe vui vẻ. Đâu, đúng rồi đó. Mạnh khỏe đều đều. Nhà nào cũng vậy. Uống cũng ngon quá cả nhà ơi. Ngon á. Bằng ẩm ẩm ngon bộ. Cái này chẳng hết đường nè. Nhiều đường ăn cũng ngon. Anh thấy mà không phải anh về chân bằng cái dĩa này là chất quất được cái dĩa xanh á. Chứ giờ có không có dĩa gì. Bởi vậy không có đó thôi. Ý anh nói thôi thì có gì lấy nấy mà được cái dĩa xanh á nó ngon hơn. Chứ mày bỏ cho cái nồi cơm á chân ngon hơn để ngoài. Bỏ nồi cơm hấp rồi. Để đó thì mày hấp còn ngon nữa. Mà tự nó ra nước ở trên nút cái này gạo nó nhiễm mà. Thì mày hấp mày cho không ăn trong nồi cơm. Thì cái này cũng là hấp mà. Trong cái nồi cơm á nó cơm có thể là nó ngọt hơn cái gì thơm hơn nữa. Hồi đó là nước bà ngoại tôi còn sống cũng hay làm ăn dịu hoài mà chơi bằng khô cá lưỡi trâu đồ hay chứ phải cá mặn vô gà chín chưa trời mười luôn chứ đừng nói chín nãy nấu đó rồi mình bắt lên này nữa nãy giờ chín trơn vậy nãy giờ chín vậy mày mới nhắc xuống đó lên chơi nói chuyện ngồi chơi cho nó vui chơi ní cái đó để đại đi có gì đâu hồi gán đâu có hư hao đâu. Có mấy cá thì nãy nó bụng rồi đó, mình muối được rồi. Phải rồi đó. Còn cái đó thì nó còn tươi sống mà. Chạy đi rồi từ từ ra. Có hai anh em ngồi cũng hiu. Ba người thì nó vui, bốn người nó cũng càng vui hơn nữa. Phải hợp gơ rồi sao, không hợp gơ thì không vui gì đâu. Ầm ầm mà dít dít nhẹ nhẹ ăn đã lắm. Nút nút chốc chốc đã im lắm. Đừng nhiều quá. Ăn giống như là ăn cái gì mà trứng vịt muối vậy đó. Ông ăn trứng muối không? Thì trứng vịt muối nó cũng mặn thấy mẹ. Ăn cũng dít cơm chứ ăn mà đâu ăn nhiều. Hai bữa mới gầy đẹp trời quá ha ta. Hai ngày nay không có mưa. Trời không mưa gió bão bùng. Cốc chơi. Hà chế, phở rau nè, bữa nữa bả ăn rau ngay chăn chấm mắm là chế làm thử cái chế đây. Có đây nè. Đấy, biết rồi, thấy có rau rồi nè. Để hết đi rồi, gọi thêm. Cốc hay cốc chơi hả? Coi khả năng nha, không có cơ. Để cái ngạo lấy cái ly giùm kìa. Ừ. Mà cả nhà ăn bắp. Chứ buồn cả bắp. Chứ hồi xưa người ta cũng ăn bắp ăn phai mì không đó, người ta cũng tồn tại, người ta sống đó. Bắp là bắp miếng mà dẻo. Ừ. Cái lì nó khó khăn lắm. Cái lì nó mẹ. Ừ, cảm ơn. Nó khổ lắm. Thời sau này ý là anh còn ăn mà rau chay mà độn nữa kìa. Rồi biết gạo có nhiêu đâu. Gia đình đông quá trời rồi. Có một chút gạo à. Thì là gạo mượn nữa. Đổ vô anh em đông mà có một lít gạo đó 5-7 người vậy đó rồi ăn có một lít gạo đó hỏi làm sao mà ăn đủ rồi bỏ khoai lang vô không có khoai lang người có khoai mì trồng khoai mì bỏ vô mà đó đất trồng khoai tính ra tốt củ bụi bụi mẹ ơi thấy không mà nhớ sao mà hồi xưa ưa có cái vụ mượn gạo ha mượn gạo mượn muối mượn gạo khổ mượn cái lấy bằng cái lon nhỏ nhỏ này nè đông 3 lon rồi 4 lon rồi cái lon sữa bò ngày xưa người ta em nhớ là người ta bán gạo là người ta tính bằng lít chứ không phải là tính bằng ký như bây giờ đâu đông lít không hả à. Đúng rồi có cái lít thì cái ống gì đó tôi gạt ngang cái táo nè cái táo nè một táo gạo một lít rượu rồi tao một táo gạo lít rượu mày một
xin lỗi. Một lít gạo, một lít gạo. Không phải đâu, lít gạo mà tôi nói một táo gạo, một lít gạo. Tôi nói lộn lít gạo. Mời cả nhà mình uống rượu. Vô luôn bà con ơi. Bà con của bác ạ. Hồi nhỏ hay chọc cái gì mà nhớ lon lon đó, nhớ mà lon với đít đó, hay chọc nói chuyện với đứa nó nói chuyện nó chơi. Nhà mày có chị tới chồng Đài Loan á, nam mai á, chị tao lấy chồng Đài Lít luôn nè. Đài Lít bự hơn Đài Loan luôn phải không? Lít nó bự hơn cái lon. Lon nhỏ. Bởi vì cái gì tao nói cũng được, mà nói cái câu nghe nó cũng hay ha. Gì nói cũng được, quan trọng là phải nói trong khi nói cái câu nó nghe nó hay. Bởi vì tao mới học hỏi. Nhiều người ta nói học hử nè, chứ không phải nói học hỏi, học mà còn hử nha. Học hử. Chế nhắm gào hử vậy? Đối ăn gào đau uống thuốc. Đau thì uống thuốc, mà đối thì ăn gào. Sao tôi lại nghe câu khác ta? Tôi lại nghe cái câu đó cũng gần giống như vậy mà tôi nghe lại nó khác khác hơn ta. Sao mà giải thích câu này? Hình như là tôi nghe cái câu là cơm không gao, đi đau không thuốc. Ăn cơm mà thiếu gao cũng như đau, không có thuốc uống đâu phải không? Cơm không gao như đau không thuốc, chứ ta mà tôi lại nghe câu đó ta. Đôi khi nhiều người nói cho mày nghe như cá mắm, thịt thà, nhóc, chiên, thìa gì nói chung là dân dân đi. Mà còn ngoài ra và ăn mà ăn cơm không ngon, mà phải có con gạo vô, có gạo sống, gạo chín gì gì, có con gạo vô người ta ăn cơm ngon rất nhiều. Ví dụ ngoài ta ăn hai chén cho mà nếu mà có con gạo vô, ta ăn thêm ba thêm chén hả? Như đau không thuốc, ăn cơm không gạo như đau không thuốc. Không biết là cái xứ của cả nhà rồi này kia, những người ở xa rồi có cộng này cũng này lá hè nè. Theo mình là nghĩ bây giờ chắc cũng có đại trà với lại nó di chuyển đồ nó cũng có. Nhưng mà cái lá hè này bây giờ thì người ta trồng là nhiều chứ không có mọc mọc thiên nhiên như ngày xưa nữa. Xưa mọc thiên nhiên không à? Bây giờ biết lâu ở đây tôi muốn ăn lá hẹ với rau chóc mà còn không có. Bên ở đây là tiệc luôn, có môn qua bên sông mới có lá gai. Ở đây là không có thấy còn lá hẹ rau chóc nữa. Nhớ nó nói cũng muốn một bằng mà giờ nó giải thích cái gì. Bây giờ nó nói chồng luôn. Mà còn như ở đây á, như tới mùa nó mới có phải không? Mà trong khi nó có à, mà nó vừa có kịp lú lên ba cao đâu, bắt đầu là tới ta chục xế rồi. Thuốc chích queo hết trơn rồi, thuốc đó ta vừa xin thuốc vô mình là vô mình hái một cái nữa rồi ăn cái đó nó còn dữ hơn nữa. Như đợt rồi anh hái con chóc, anh đâu có dám hái mãi trong ruộng đâu, đang lú người ta mà người ta cho vô mình hái, mình biết thôi, mình đừng có đạp lú người ta, có gì đâu, mình bứt rau chóc thôi. Mà ngoài ra người ta còn la nữa, ta nói đừng có vô hái rau chóc nó ăn độc, tại vì người ta có xịt thuốc cưng, hái ra ngoài kinh ăn đi cưng, hái cái đàn độc lắm, ngoài kinh nó đỡ hơn, không có được á. Tính ra chứ không phải không có vô lúa vô muộn đâu mà đều cưng ăn cái đó độc. Anh cũng vơ thuốc rồi hay á, mà anh vơ thuốc một hai bữa chưa giờ sau nó tỉnh lại, cưng ăn cái đó cũng dặn cổ độc, đừng có nên ăn, tốt hơn đừng có đi vô muộn bức độc. Ra ngoài kinh bức ngoài kinh thì cái thuốc nó cũng ra đó, mà đều cái nó đỡ hơn ở trong đó là nguyên si. Hay á, cũng nhấp nhấp chơi. Vậy là cái ông đó là sống ở ngoài chắc tình cảm lắm á. Người ta biết thương người. Mới vừa vô ông lại, đi ra đi ra đi ra, đừng đi vô ấy. Ông kia hả, sáng anh lại rồi, đừng đi vô. Cú ổn chân, chắc là đọc quá hay gì. Ông mới giải thích nãy giờ vậy gì đó. Rất cảm ơn ông đó. Lá hẹ nãy giờ bán là dùng dưới chở lên, không nó dùng miệt đâu, miệt dưới á. Nếu gì à, nhớ nói gì phải chồng. Chồng không à. Không à, mùi nào cũng có chứ á, quanh năm suốt tháng có đủ hết trơn. Bây giờ anh thấy lúc nào sao lá hẹ miệt dùng Cà Mau đâu, dùng dưới chở lên. Còn nó dài gì nè mày, nó dài gì nè. Không ngon. Nó dài gì nè. Không ngon. Nó dài mà nó còn cái màu, cái lá nó hơi đỏ đỏ cái nè nghe. Tím tím đỏ đỏ nè. Ngắm xàm nó tím tím đỏ đỏ nè. Cái này nó ngon nè, tôi thấy cái này ngon tôi mới mua chấm với cái đồ kho này nè. Hồi đó là những người mà bẻ rồi bán chiên da bó lộn lộn nhỏ nhỏ nè, 2-3 lọn 500 đồng. Những người Khmer là bán nhiều. Hay hái gà mà bây giờ thì... Bên Hậu Giang cũng còn gai lâu lâu mới bả.
nhổ được rau chóc lá hẹ thiệt là ngay chăng tới đợt đó, tới ngay chăng cái vụ của nó là hột giống ở dưới nó tự nó lên, mà nó lên đâu chừng ba cao đều bắt đầu là tới tới chục xế rồi. Ừ. Còn đâu nữa mà đấy. Cái ba cao đen mới đã nó nè, nó rất non nữa ăn mới đã nè. Hoặc là người ta xịt quơ thuốc trước bắt đầu cái sao người ta mới xịt ý quên mà người ta mới chụp nữa mà biết sao trong thời gian ta đang quơ thuốc đó bắt đầu vô mình hại mình ăn cái đó thì nó bị này nọ lắm được dễ bị ngộ độc. Ờ mà hiện tại bây giờ cũng những người mà Khmer mà đem ra chợ đem ra qua chợ bán là còn tổ chất lượng không đâu được không mà đâu phải người ta xịt thuốc mà trong cái cộng dao đó thì người ta chụp hết trơn người ta ấy hết trơn mà điều cái còn bà cỏ nước mặn rồi người ta xịt thuốc cỏ kia bắt đầu quơ qua nó luôn dính nó. Mấy bà nói nhiều khi hỏi người ta trong vuông hỏi ra, cái hỏi xin cho người ta cho nhổ thì mấy bà đi bán vuông của người ta mấy bà nó hỏi cái người ta cho trời ơi con nhớ mày đi ngang cái chân chỗ này nè tại không biết mày có để ý không anh nói cái bông súng mà nằm mấy bên đây nè chỗ cặp bên vuông chỗ cặp bên ta giữ đó còn cái bông súng đồng đó là bông súng ma đó người nói đó ở đây anh cũng nói bông súng ma mà không tin mày nói bông súng ma sao mày cái cọng nó bự tại vì cái chỗ nó tốt cái đất nó tốt là nó vậy đó còn dưới kia nó nhỏ nhỏ không à mà theo như anh nghĩ nhiêu mà nó mọc mà nhiều quá thành ra bây giờ nó ép lên nó cũng cộng nhỏ không chừng nữa mà mày thích bầu cộng súng ma phải không súng ma này một chục lẩu ăn quá luôn á trời ơi nói cái gì cũng nội ba có con súng ở trên úp đầy hết trơn tới mùa cái hả ông cho ông giác về nó mọc thiên nhiên ông muốn bẻ vô bẻ thì nó muốn gì cái nhớ nhiều ít ý anh nói phân biệt cái cộng súng ma mà Đà Lạt súng Đà Lạt nó cứng người nghe nhầm khi ta trồng ba cái bông súng gì bông súng gì cộng một bự ta súng Đà Lạt đó cái kinh gì nhổ đi cái chuồng đó cho nhổ đó mà làm gì mình đâu có ăn gì đâu mà bán cũng có ai mà mua gì đâu nhiều đâu ta mua cái đó bông súng đó ta mua ta cứ nhổ nó như dọn dẹp cho nó sạch đó rồi mà nhổ nhổ cho mà nhổ nổi bụi nào bụi nấy nó chờ bá vậy nè cái đều lên nằm trên đó nó không có xuống sình nữa bụi không ạ bây giờ cũng nhiều khi công ai chuyện nhiều lắm ông ơi người ta cho rồi này kia ví dụ ba cái lá này nè người ta đôi khi người ta cũng cho anh mà cho mình tự chặt nha giống như người ta cũng được lợi người ta chặt thì mình dọn cho người ta luôn ừ đó chứ nếu mà cho tay ra chặt nó mình ông nội người ta hôm gọi bà gì tôi bà kêu cho mà trả đâu có đúng cái kiểu như khỏi cần mướn người ta mà khai quang hay cái miếng mảnh đất người ta khai quang ta làm cái khác đó ok rồi ai muốn lợi lấy lá những cái này nè gọi lợi chặt đi chặt nhiều lấy nhiều vậy đó chứ ai đôi bên được lợi hết có được rồi kêu cho anh cái mà kêu cho anh lá người sống tàu nào nấy dắt cái tàu lá đâu phải nói cho cái mà nó ngã cái dám đè cái dám tao xỉu á bà lớn lá cái cọng nó bà lớn này vậy nào mà nó dài cái chừng khoảng 20 thước vậy nó ngã xuống cái như đốn cây vậy nó làm cái hình trời ơi trời nó nổi là đợt đó anh mua về nè anh lợp nhà này mua nè hả? Cái bèn bự bự vậy nè hồi lúc trước mua nhà anh lợp đâu cách này cũng 2 năm rồi hiện giờ ta đang khóa người ta kêu cho mà anh đâu có cần xài gì đâu cho lấy làm gì không có cần xài mới lấy còn mới không có cần xài mình đâu có lấy đâu chứ phải nhà gắt thì lấy à nhà chưa gắt nhắn mấy bả nhắn mấy đợt luôn rồi để nấu lại tại vì mình không có nói chung là không có nói câu cần xài để mấy bả phá chưa có tới cái chuyện mình xài chưa tới cái chuyện xài thành ra không có xài gà mà hầm xả chặt cục bự bự vậy đó ăn mới ngon nhỏ cũng phá người ta đốt gì cái chuyện của người ta mà điện cái là ta thương mình ta cho mình cái đó cũng an tình tại vì chưa tới công chuyện của anh xài nhà mình còn lành còn đôi lúc tới công chuyện mình xài kiếm không ra thẳng vậy đó kiếm không ra được cái giống gì tàu lá nào nha nói đi cũng mày nói lại vậy đó thì có còn hồi mười mấy năm về trước đó mày nhớ ô ba xài nhà lá không mày rồi bắt đầu cái sao tới nhà to anh nha mà lúc trước là xài nhà lá dừng lá luôn như anh vậy đó mà nhà cầm chôn nhà chôn là nhà cầm đó người nào mà được có cắt nhà kê để kê là mà là lấy cái cục đá này nè cục đá tán nó ấy ra đây cơ lấy giống vậy cục đá đó mà nó là chặt vuông nó làm đẹp đó mày kê lên là cũng uy tín cái một cái uy tín đó nói chung là cũng người cũng có ăn đó thành ra mới được cái nhà như vậy ta có nói chung là cũng có điều kiện được chút đó đó là còn hiện bây giờ thì thôi đi thì thành ra ta quên lãng giờ dĩ dãn này
À, bây giờ người ta qua nhà tường, bây giờ có nhà tường. Còn mình còn nghèo mới nhà lá nè, chứ ai mà nhà lá nữa đâu. Nhầm ngược bây giờ chuồng heo ta còn cất nhà tôn nữa. Còn nếu bây giờ mày suy nghĩ có tôi nghèo mới nhà lá. Còn bây giờ nếu mà tao nhà tôn mà. Ừ. Tao có khá nữa, giả nữa. Tiền chế thôi bên kia. Thì tao khá giả thì tao phải cắt nhà tường này. Mà lúc nào tao phải cắt một cái nhà lá. Y gan gì nè. Cho nó mát mẻ. Lúc nào phải cắt cái nhà lá. Con gà này nãy thấy có con đùm trứng mà nó mới tượng giống như cái nhà lá thấy cho cái không khí nó thoải mái lắm mày. Cưng nhớ. Nó mát. Nó mát mẻ nó thiên nhiên mày. Ông được cái nghe có tiếng mưa có trong nhà lá, bên nhà lá nó cũng im nó ngủ ngon. Con nhà tôm này đùng đùng là cẩu ngủ là sen. Cái tiếng mưa trên nhà lá là ngủ ngon lắm. Và cái trời lạnh á, cưng nhớ cái trời lạnh á là ngủ nhà tôi mới đã đất mền nó lạnh cái trời cả. Lạnh mày ngủ nhà tôi nó càng lạnh lạnh hơn cái nhà lá tại vì anh có thử anh biết mà anh đấy bên đó thì cái nhà tôi mà nói chung cái nhà tôi nó ta cho à, thì anh thử anh biết đó trời lạnh ngủ nhà tôi là gắt dở có mà cho cái trời vô bắc đâu á giờ trời vô bắc mà hiu hiu á thì ngủ được mà tới nó lạnh quá thôi thì dọn qua nhà lá ngon thiếu miếng miếng đi nửa ly đi. Ta nói nha. Nói tôi miếng này nó nghỉ hay ngon chết. Thấy đứa đó mua slide rồi. Làm 4 cốc vậy á. 4 cốc, 5 cốc có nhầm gì đâu. Thì thế. Tôi xuống đây 2 3 tiếng đồng hồ nó mới về á. Ngồi ra bu gì ta? Mắm nè, ở chơi khô nè. Có mùi á. Mấy người này hay thiệt hết. Khô nghe, nhằm khi mà khô thấm thấm ăn cũng rất ngon nghe không? Phải ăn khô thấm thấm không? Trời ơi, con gà chèn anh còn đem vô anh chưng ăn nó kìa, con cóc anh xình á, anh đem vô anh chưng ăn, thiệt con mày. Mà mày, ê, mày không dám ăn chứ anh ăn hết trơn à? Tôi có ông bạn tôi cũng thích ăn cái món đó, con cá, cái đang sống dùi xình cho nó chết xình lên. Nếu cần nói gì anh mới nói gì nhất. Cái nếu mày nói vậy là cái chắc cái là cái con cá chê. Cá chê cá phi luôn, ông chê cá phi luôn, mà ông chê cá phi luôn. Cái con cá phi á không có đã. Không đã bằng cái con cá chê bất cứ mày con cá chê trắng là cá chê vàng gì đó mà gọi là sao vậy? Nhiều người sống người ta không chịu ăn, làm bẻ cổ cho nó xinh. Tại vì con cá chê cái thịt nó dai hơn. Nó người ta hết ăn ở chỗ đó, nó dai hơn. Ăn là khoái ăn cái cá mà ta bà ngoại tôi nữa cũng nói ăn câu nữa cũng thủng dễ lụm cũng khoái ăn đồ cho mà vậy đó ngương dở vậy đó không mà nói vậy nghe dưới mình nấu cá này đi mà thì cái con cá này ăn cũng ok mà cũng cái con khô á thì tất nhiên là khô cũng có luôn là nếu nói gì anh nói đó là nghe là tại vì là cái con cá nó bụng rồi bắt đầu phơi khô rồi đem phơi khô mà chưng lên một cái đi ăn là rất ghiền ngon hơn là mà tại mình ngon theo cái miệng mình nói ngon thôi nhiều người ta chơi ăn rất ok vậy con cá mà nó vừa nó chết á để mày phơi khô đây phơi khô cái mày mày chưng lại một cái hoặc là mày nướng hay là mày chiên vậy đó nó chung tị theo cái thích mình nó thơm bát ngát ông sùm luôn á đã lắm mày ơi với cái mà về cá chết nói đâu mình cũng nói về đề cá sình nữa còn một món mắm nữa nói chung mày mắm thì chắc có thể là nó hơi bị thất truyền ít ai biết làm quá về con mắm về con cá sình á kêu bằng mắm mò hóc á mò hóc có bún đó nữa đó ở đâu bún. Có bán chế ở đây cái, có cái miếng dán của em nó dính vô cái quần dưới kìa thấy chứ lột khỏi rồi nè trời lột hết rồi ủa đâu mà cái keo sao lột hết tắt nữa không nổi nhỏ ông đừng ăn nhỏ nữa nó còn nóng không ăn hồi hả bắt lên mẹ ở dưới tắt thôi tôi xíu đi hả còn nóng gió thổi tắt bún mắm bùa cháo bùa hóc á bùa hóc có bún đó nữa nhớ lần có ăn đâu lần hay lần lâu lắm rồi thì là nhớ mày ăn ghiền rồi giờ mày khoái đâu bún nó ngon lắm đó bún mắm bùa cháo á trời bùa hóc bún mắm bùa hóc ăn ngon lắm có bùa chóc nữa mày bùa chóc là cái gì tùy theo cái miền người ta gọi như sao mày có bùn chóc nhiều người ta gọi là mắm bùn chóc bùn hóc mà tao nghe đó giờ bùn hóc mà nhiều người ta nói bùn hóc nhiều người nói bùn chóc bây giờ nói cho mày nghe như cái chiếc xe buýt này nhiều người kêu bằng chiếc xe buýt mấy bà già kêu ngôn vậy
không, thanh niên của dân kêu nữa, kêu kêu cho nó dễ gọi thôi. Mà thằng đó, nhiều người kêu bằng xe buýt, xe buýt kêu mới đúng, mà nhiều người xe xe buýt theo bán cho bạn. Xe buýt gì? Trời thì bình thường thôi. Dễ mày. Rồi tôi cũng hay nhại nhại lại với mấy người. Dễ quá là. Lúc nào cũng đồ vui vẻ và tao khoái lắm. Đó. Chuyện cá hả chị? Gan ba con càng cho mấy nhỏ để ngồi sợ nó ương. Không, cái đó có muối vô đó, nó đâu có đồ ấp vô, có vậy vô, nó đâu có muối, nó đâu có thịt chứ. Càng hả? Cá không ăn muối, cá ương đó. Con chợ cãi cha mẹ chăm đường con hư. Đó là cái kiểu gì đó, cá mà bỏ không mình. Không có muối à, ương thiệt con đúc là cái câu người ta nấu không cha. Câu đó này không phải, tao nói cá không muối thì cá ương. Mà cha mẹ cãi con thì chăm đường mẹ hư. Dữ ba. Chơi ngược lại mày. Con này gan chín không trời? Thấy bự bỏ muối nhiều vô á. Ừ. Trong còn chín nữa, cái gì nó qua lửa đâu. Không có gì qua lửa đâu. Không có gì mà qua lửa đâu. Để về con nhỏ này đi con. Con này mới ăn mấy nữa anh để rồi á. Mà khô rồi chắc cù rồi khô rồi. Chết thật chứ mặn quá. Hết nhiều rồi chắc uống này chắc phiền nữa. Không, dễ ăn hết nổi. Ví dụ quan hết người ta chắc uống gì nữa không mày. Ô nạn chứ dít chơi thôi. Chứ ăn là, nhiều quá ai ăn cho nổi. Ăn cái vịt thúi vậy đó, ăn cà dít vậy đó. Chứ đâu phải ăn cái nạo nguyên muỗng, nguyên bữa. Ăn xong mà cái kiểu đó, phải là cái chắc nó không có ngon, kiểu đó vậy. Nếu bây giờ nãy anh nói cho mày nghe như gặp như mà anh tại vì anh đưa là mình nói chuyện gặp như là có ăn thì cứ ngâm cho hơi lâu. Hai nữa á, là tao rửa giấm lại, tao rửa là một cái là lạc nhất rồi. Không có như gì đây đâu. Thôi là đã ngâm cho nó không được lâu, phải ngâm có nửa tiếng một lên. Ngâm tôi để tôi gấp làm cá rồi mình chi tôi làm. Mày không hơi rẻ đâu à, rửa càng ngoài là thấy gì chứ. Trời ơi trời, ổng về 8 kiếp rồi má, là tẹt đi đâu nó, ổng về 8 kiếp rồi. Đừng nói lên gần. Chị ơi. Nói rớt từ càng ngoài. Trời đi đâu mình hãy rớt kìa. Tú có đi dạo không? Tú có đi dạo không? Không, không biết. Ông về giết bằng cá đi, cá bẩn. Ông đem cá về bẩn. Lội rau mới gì.